Ngành nghệ thuật số Digital Art là một ngành chuyên dùng các cái phương tiện kỹ thuật số để thể hiện các tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho điện ảnh, cho minh họa, cho video game và nhiều lĩnh vực khác. Sau khi tốt nghiệp ngành này thì tôi nghĩ là các bạn có thể tham gia vào rất là nhiều vị trí trong ngành công nghiệp sáng tạo. Ví dụ như là các bạn có thể trở thành nhà chỉ đạo nghệ thuật, họa sĩ minh họa, họa sĩ thiết kế ý tưởng cho các cái dự án phim và game, hoặc là các cái lĩnh vực trong xuất bản và quảng cáo. Và thầy nghĩ là đây là một cái ngành có thể có cái xu hướng phát triển rất là mạnh mẽ trong tương lai.